Tuổi trẻ và hy vọng vốn tồn tại song song ngay từ lúc bắt đầu. Chẳng có gì lạ lẫm khi người ta nói tuổi 18 là lứa tuổi của ước mơ và hoài bão, tuổi của những khát vọng ngông cuồng, tuổi của những hy vọng tương lai. Thế nhưng chẳng có gì phải phàn nàn về tuổi trẻ cả, vì hy vọng là sức mạnh của con người, cốt lõi của ước mơ là niềm tin. Năm 18 tuổi, ước mơ của chúng ta là bước chân vào giảng đường đại học. Ba năm là một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để mỗi chúng ta biết mình đang đứng ở đâu, mình muốn gì và lựa chọn của mình là đúng hay sai. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường, có một chút e sợ, ngại ngùng, nhận được sự chỉ dạy tận tình của các thầy cô, sự quan tâm chia sẻ của các bạn học, chúng ta đã từng bước trưởng thành. Nỗi hoài nghi ban đầu dần biến thành một niềm tin vững chắc, niềm tin mình sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, được làm những việc mình thích, theo đuổi ước mơ của mình, có thể làm những việc mà người khác không thể làm được. Nơi giảng đường, chúng ta đã có thật nhiều những kỷ niệm. Chúng em, những cô cậu học trò ngây ngô vụng dại ngày nào, hôm nay đã vững tin với những mong đợi lớn hơn, những khao khát cháy bỏng về một tương lai tươi sáng. Chúng em cảm ơn thầy cô vì những cuộc đời mà thầy cô đã dạy dỗ, luôn yêu thương và mong muốn những điều tốt lành nhất cho chúng em, trao kiến thức và đồng hành cùng chúng em suốt hành trình qua. Sau bao vất vả, miệt mài sách vở, cuối cùng các em cũng đã tốt nghiệp. Cô chỉ muốn nói với các em rằng là tấm bằng tốt nghiệp sẽ là con thuyền đưa các em đi xa hơn. Phía trước sẽ còn nhiều chặng đường gian nan, trông gai hơn. Cô chúc các em luôn vững bước. Chúc các em sớm có cuộc sống ổn định, phát huy những cái thức mình đã học, lan tỏa những khát khao, đam mê của mình đến những người xung quanh. Nhân buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, thầy chúc tất cả các em châm cứng đá mềm, luôn vững bước và thành công trên con đường sắp tới. Chúc các bạn thành công trong công việc mà mình đã chọn và phát huy được những sở trường của bản thân. Cô nhớ có một câu nói của William Osler về 4 bước để đi đến thành công, đó là lên kế hoạch có mục đích, chuẩn bị chuyên tâm, tiến hành tích cực và theo đuổi bền bỉ. Các bạn cố gắng theo câu nói này nhé. Và tôi chúc các bạn luôn tự tin, thành công trên bước đường tương lai phía trước. Tôi chúc cho tất cả các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ tự tin, trải sáng và hạnh phúc với thành công sẽ luôn ở bên các bạn trong tương lai. Trước khi các bạn lan tỏa đi muôn nơi, tôi mong các bạn hãy tự tin với những kiến thức mình đang có, luôn khiêm tốn học hỏi để trở thành những người có ích cho xã hội. Và hãy là đầu mối gắn kết trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu học giữa nhà trường và thực tiễn phát triển ở đơn vị các bạn đang làm việc và địa phương của các bạn đang sinh sống. Chúc các bạn luôn lắm giỏi trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp. Ngày mai đây, khi sải cánh bay trên khắp mọi miền đất nước, chúng ta có thể sẽ thành công, cũng có thể sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức. Nhưng chúng ta nhất định sẽ khẳng định giá trị bản thân và nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp của chính mình. Đó cũng chính là sự tri ân bố mẹ, thầy cô một cách chân thành nhất.